tổng đại lý cầu bịp làm một video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài 7D. Đấy, thì đây cái số điện thoại bên nhà mình này, các bạn mua hàng các bạn có thể gọi trực tiếp hoặc là Zalo cho mình để mình tư vấn thêm. Thì trước mặt các bạn đây là đây, kính áp tròng 7D mới nhất năm nay. Đây, mở cho các bạn xem này. Đây là cái cấu tạo của cái kính này. Đầu tiên là có một cái cây gắp kính này. Đấy, cây đeo kính này, cho bạn đeo kính vào mắt này. Và đây là cái kính 7D này trong này. Đấy. Đây, mình sẽ lấy cho các bạn xem này và đeo các bạn thử nghiệm bạn luôn này. Đây, cái kính 7D này nhìn ở đây không này. Với cái kính áp tròng 7D nhìn xuyên bài này thì cái ưu điểm của nó là thời gian sử dụng là được đến 5 năm. Và khi các bạn mua hàng bên mình sẽ bảo hành cho các bạn trong 1 năm, thì sẽ bảo hành qua cái số điện thoại của các bạn mua số nào thì mình sẽ lưu số là ngày mua. Đấy. Và đây là kính 7D này. Thì cách sử dụng của nó như thế nào? Thì các bạn chỉ cần đeo vào mắt là các bạn nhìn bài như nó chơi bài ngỏ luôn. Và cái ưu điểm của nó là không đau mắt, là không cộn mắt, là cực êm luôn. Đấy là cái ưu điểm của kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì đeo như nào? Đây, mình sẽ lấy cho các bạn xem này. Thì các bạn cầm cái gắp kính này, các bạn gắp cái kính ra. Đấy, bạn để cái cây đeo kính. Sau đó các bạn, cái chiều nào các bạn đeo được không quan trọng, cái chiều nó là cái chiều nào cũng được, các bạn để đây. Đấy, tôi sẽ để cho các bạn xem này. Đấy, như này này. Sau đó các bạn ấn vào mắt là nó sẽ tự khớp luôn. Đấy, các bạn không cần phải phức tạp gì trong vấn đề đeo, rất là dễ đeo thôi. Ai cũng có thể sử dụng các bạn nhá. Đấy. Và các bạn đeo cả ngày được luôn. Đấy, không như cái kính đời trước là các bạn đeo cả ngày. Đeo cả ngày luôn. Và có một cái lưu ý tiếp theo mình muốn lưu ý các bạn này. Tất cả các loại kính áp tròng nhìn xuyên bài thì các bạn phải đi theo bài. Thì đây. Đây là những cái mẫu bài bên mình thì có nhiều bạn hỏi tôi là kính áp tròng này có thể nhìn được bài chợ không? Mình khẳng định luôn là không thể nhìn được bài chợ, mà phải bên nhà mình cung cấp. Thì bên nhà mình cái cung cấp những cái mẫu bài á thì nó giống hệt luôn cái bài chợ. Đấy. Thì đây. Thì khi đeo kính thì nó sẽ nhìn như nào? Thì tôi sẽ dùng cái kính thử để tôi cho nó vào trong cái mắt camera để các bạn nhìn qua. Thì tất nhiên là các bạn đeo kính thử thì không thể bằng các bạn đeo kính vào mắt được, nó sẽ không nét bằng. Đây. Thì các bạn nhìn sẽ như này. Đây các bạn nhìn này, rất rõ ràng con K này. Đấy. Đấy. Con Q này. Đấy, con Zbix này. Các bạn nhìn lưu ý cho tôi hai con thôi, khác biệt nhất đó là con 10 là cái hình dấu cộng. Đấy, các bạn chơi như này mà chơi bài ngược này thì không ăn được tiền đấy, thì không cái gì chơi có thể ăn được tiền. Đấy, con 9 là hình móc chìa khóa, đây con 8. Và một cái đặc điểm nữa là các bạn có thể xem được cả chất các bạn nhá. Đây là những con quy này, con quy cơ này thì nó sẽ đánh dấu ở đây là các bạn biết con quy cơ. Còn con rô thì nó sẽ đánh dấu ngược xuống bên này. Đấy. Con tép thì nó đánh dấu ngang trên này. Đấy, rất đơn giản như vậy, các bạn có thể nhìn thấy cả chất luôn. Đấy, như con tép con này con 10 tép các bạn này. Nhìn này. Đấy, các bạn nhìn đâu. Đấy, khi đeo kính thì như này. Như các bạn đeo vào mắt thì mình đảm bảo luôn là nó lại rõ gấp 10 lần như luôn. Đấy, còn khi mà các bạn không đeo kính thì cái bài nó lại bình thường như này. Đấy. Thì với cái mẫu kính này, mình cũng nhấn mạnh một lần nữa luôn, các bạn mua thì các bạn phải alo trực tiếp cái số thoại mình 0984 80 149 để tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Với các bạn ở xa mình có thể gửi đường bưu điện cho xe đò. Đấy, thì ngoài cái mẫu kính áp tròng này, bên mình phân phối rất nhiều cái mẫu kính khác nữa. Và cái mẫu bài của nó thì cũng rất nhiều mẫu bài để các bạn lựa chọn chơi nhá. Đây, thì các bạn ở ngoài Bắc thì hay chơi là rồng vàng, rồng đỏ này. Đấy, các bạn nhìn cái bao này. Đấy, bên mình đều có này. Hay là bài bài cúc áo. Đấy, bài nhựa nước ngoài. Đấy, các bạn nhìn này. Đây là bài nhựa nước ngoài. Bài nhựa. Ở đây, trong miền Nam bây giờ này, bao rộn chơi cái mẫu bài trắng như này. Đấy. Như vỏ thì mẫu bài trắng lại vỏ như này. Còn nói như này, như vỏ trắng như này. Và cái mẫu bài nước và ga như một thì mẫu một trong những cái bài cực phổ thông. Và một cái mẫu nữa là mẫu bài đô la trắng, đô la vàng thì mình đều có các bạn nhá. Đấy. Thì mình nhờ lưu ý cả các bạn là tất cả các sản phẩm như mình là được bảo hành trong một năm. Đấy, thì mình mẫu kính mới nhất năm nay, kính 7D mình có hai màu, một là màu xanh lá da trời và một màu đỏ. Đấy, các bạn đã xem cái hộp kính màu đỏ này. Đấy. Thì
để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, các bạn alo trực tiếp chỗ này nhá, hoặc Zalo để mình tư vấn thêm. Thì bên mình cung cấp rất nhiều những dụng cụ cờ bịp như bầu cua này, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài bịp đấy, áo đổi bài, kính áp tròng, nhìn trên bài đấy. Thì ở video tiếp theo mình giới thiệu các bạn một cái máy đánh bài bịp. Rồi, cảm ơn các bạn xem chưa. Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK thì làm cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu với các bạn cái máy đánh bài là CAC 700 hộp trắng này, và CVK 900 này, CVK 680S này, và một con máy đánh bài CVK được ngụy trang trên một chiếc Samsung. Thì tôi sẽ đi vào test cho các bạn từng con máy đánh bài với tốc độ quá bài nó như nào nhá. Thì để giới thiệu qua đây, đây là con máy đánh bài CAC 700, hỗ trợ là 12 camera để báo bài siêu nhanh này, chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam đấy. Về máy thì được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Các bạn cần xem kỹ hơn tôi sẽ gửi vào Zalo theo số điện thoại các bạn đấy. Bây giờ tôi sẽ test các bạn này. Với cái máy này đi kèm theo là các bạn mua sẽ được một tai nghe và Bluetooth dây không dây siêu nhỏ này đấy. Tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài ở Việt Nam rất là hay chơi, đó là môn bài liêng đấy. Sau đó là test qua môn bài cào hay bên Ấn Độ ở miền Nam nữa. Máy này thì chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé, các bạn chơi môn bài gì cũng được đấy, là cái ưu điểm của nó. Tôi sẽ để môn liêng báo một nhà lớn nhất này. Đây, khi các bạn chơi bạn đặt cái máy trước mặt các bạn như này và các bạn tắt cái màn hình đi. Đây tôi test thì tôi sẽ để nó ra ngoài. Đó. Máy báo 1. Ngang dọc quan trọng đặt bài là báo. Bốn người chơi. Tôi sẽ để ít người chơi chơi cho nhanh. Đây máy báo 1. Nhà số 1 này này, 9 điểm này. Đấy, liêng này, môn liêng này, lớn nhất này. Đấy, những nhà còn lại đây. Rất là thấp, điểm rất là thấp. Thì các bạn mua hàng là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội hay ở Sài Gòn để nhân viên cho tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy nhé. Thì trong quá trình các bạn chơi, bạn tăng giảm số người chơi ở đây. Đấy, muốn lên bao nhiêu người cũng được. Tiếp theo tôi sẽ chuyển cái máy này qua môn bài cào miền Nam đi. Để thử đánh một ván cho bạn môn bài cào nhé. Vẫn là để bốn người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đấy. Máy báo 1. Đây môn bài cào nhé. Đấy. Đây, máy báo 1. Môn bài cào. 4 điểm. Đấy, nhưng mà lớn nhất. Những nhà còn lại này. Nhà này có 2 này. Cái nhà số 2 là 2 này. Nhà số 3 là 1 này. Đấy. Nhà này 2 này. Đấy, máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Không bao chuyện sai được. Đây là cái máy bài CAC 700. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến con máy đánh bài CVK 900. Đây, con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 nhá, rất là đẹp luôn. Các bạn cần xem kỹ về máy, các bạn kết bạn Zalo mình sẽ gửi chi tiết đâu. Đấy, tôi sẽ test các bạn luôn cái tốc độ của bài của nó này. Mỗi một máy này là có đều có mật khẩu riêng của nó, và nó kể chơi tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé, các bạn lưu ý như vậy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng này để 5 người chơi đi. Đây, số người chơi là 5 và báo là một nhà lớn nhất. Máy đặt trước mặt nó. 2. 5 người chơi ở máy báo 2 là nhà số 2 lớn nhất. Một hai này, nhà số 2 là 8 điểm. Đây bạn này, 8 điểm lớn nhất. Những nhà còn lại là không có gì luôn.
bạn thì máy đặt cái là báo thôi, máy đã đặt cái là báo nhá, mà báo rất là chuẩn xác luôn. Các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở nhá, ở Hà Nội và Sài Gòn để mà kết hàng nhá. Đây là con máy đánh bài CVK 900. Đấy, tiếp theo là đến con máy đánh bài CVK 680. Đấy, test cho các bạn con máy đánh bài CVK 680. Đây, đây là con máy đánh bài CVK 680, được ngụy trang như là một chiếc iPhone 8 nhá. Tôi sẽ test các bạn luôn này. Một liêng nhá, test một liêng cho dễ điện. Số người chơi là 5 và báo hai nhà lớn nhất. 3-1. Mày báo 3-1. Đấy, 3-1 có nghĩa là 3 là lớn này, 1 2 3 là 3 này. Nhà số 3 là 6 điểm này. Đấy. Nhà 1 này này. Nhà 1 là 5 điểm này. Những nhà còn lại là không bằng luôn, chắc chắn nó không là bằng được. Đấy, máy báo là không bao chuyện sai được, luôn luôn là chính xác 100% nhá. Đấy, các bạn lưu ý cho mình này, khi bạn mua hàng các bạn đến những trung tâm lớn thì các bạn để nhất về giá cả, các bạn sẽ được ưu đãi và chế độ bảo hành nhá. Thì đây là giới thiệu các bạn, đây là máy đánh bài CVK 680. Đấy, tiếp theo là một con máy đánh bài tầm trung ngụy trang trên nền một chiếc Samsung. Đây, lấy cho bạn xem này. Đây, con này tầm trung, sẽ test luôn cho bạn xem tốc độ bài của nó này. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng nhé, để nhân viên được hướng dẫn cách chơi, cách sử dụng. Đấy, tôi sẽ để test môn bài cào đi. Các bạn ở miền Nam thì chơi là môn binh Ấn Độ này, hay là bài binh sập sám là chơi được hết. Số người chơi là 4, này báo một nhà lớn nhất. Đây, các bạn để đúng đúng cái chiều camera của nó nhá. Đây, chiều camera ở đây. Đấy, máy báo 3. Muôn bài cào, máy báo 3. Đấy, 1, 2, 3 này, nhà số 3 là 8 điểm này. Đấy, báo rất nhanh và chuẩn xác luôn, không bao giờ sai được. Thì các bạn mua hàng thì bạn alo trực tiếp để mà tránh mua phải hàng giả là nhái nhá. Đấy, thì đến cửa hàng thì mình có rất nhiều đồ để các bạn chơi luôn. Thì khi các bạn mà chơi mà không bỏ cái máy ra thì có thể mua thêm những cái đồng hồ quét mã vạch như này. Đây là những cái phụ kiện kết nối bên ngoài, hay là ví, ví các bạn này. Đấy, mình sẽ kết nối vào cái ví này, mình để cái ví này, mình tránh trường hợp phải để cái điện thoại này, hay là điện thoại của Bắc Nokia. Đấy, trụ sở thì các bạn cứ đến Hà Nội hoặc Sài Gòn để mở vào cửa hàng khách hàng nhé. Xin chào toàn thể anh em, ngày hôm nay thì công ty cờ bịp lại làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D như xuyên bài và kính Nhật Bản và kính hộp gỗ Mỹ như xuyên bài. Đây là những sản phẩm là rất là bền và ok để các em chơi bài bịp. Thì với cái sản phẩm này, anh em đến bất kỳ cái sòng sới bài lá là anh em cần luôn cho tôi bộ bài và đeo mắt kính áp tròng, anh em nhìn bài là như chơi bài ngửa luôn. Đấy, như chơi bài ngửa anh em nhé. Khi mà anh em chia như bài ngửa thì anh em sẽ giành chiến thắng 100% trong môn bài lá rồi. Thì đây, đây là cái kính Mỹ 9D như xuyên bài này. Đấy, cái cấu tạo bên trong của kính này sẽ bao gồm một cây đeo kính và một bộ mắt kính. Đấy, một cặp mắt kính, mắt len. Đây, đây là cái cây đeo của nó này. Cái này thì rất dễ đeo, dễ sử dụng thôi. Thế thì trên mạng nó rất hướng dẫn rất nhiều cách đeo kính áp tròng này. Cái kính này là được cấu tạo từ silicon lụa, cho nên nó rất là êm, đeo êm, êm mắt, không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét luôn. Đây, mình sẽ lấy cho anh em xem này. Rất là mỏng anh em nhé. Đấy, anh em là đeo, anh em thì để lên cây đeo như này. Đấy, chiều quan trọng anh em nhé. Đây thì trong đây là có hai cái kính, mình sẽ lấy được hai cái, đây hai cái anh em cặp này. Đấy,
Khi đeo thì anh em để cho tôi vào cái cây đeo này đây, tôi sẽ để lọ ra đây. Đây, anh em nhìn là rất là mềm luôn, đeo êm mắt mà nhìn bài siêu nét luôn. Đấy. Cái kính này nhìn màu như này thôi nhưng mà khi áp vào mắt thì nó trùng với màu mắt anh em nhé. Thì bây giờ thì tôi sẽ thử cho anh em cách nhìn của cái kính này thì khi mà đeo mắt thì nó sẽ nhìn như nào. Tôi sẽ dùng cái kính thử này. Đấy, tất nhiên là cái kính thử thì nó sẽ không bằng cái kính khi anh em đeo mắt rồi. Tôi cho vào cái cam mắt camera của điện thoại tôi đang quay. Tôi sẽ cho anh em xem nó sẽ nhìn cái bài như nào. Đây. Với một cái bộ bài xanh 2K như này. Đấy. Thế thì bài khi mà chưa đeo kính thì nhìn nó như bình thường, như một cái bộ bài bình thường. Đấy. Nhìn nó như một bộ bài bình thường như này. Nhưng mà khi đeo kính vào thì nó sẽ nhìn thấy số ở mặt lưng này. Thì bên trong tôi bài có rất nhiều loại bài, bài như các bạn nhìn này. Bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài trắng này, bài đô la vàng, đô la trắng này, bài xanh 2K như này, bài bộ xanh 2K này, bài nước ngoài, bài nhựa. Đấy, rất nhiều mẫu bài để anh em lựa chọn nhé. Bây giờ tôi sẽ đeo kính thử vào, bắt camera để cho anh em nhìn thấy xem khi mà đeo kính vào sẽ là như nào nhé. Đây. Đấy. Anh em nhìn đây, khi mình đeo kính cam vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, đây là con gì này. Con 10 là hình móc chìa khóa này. Đấy. Con 9 là hình dấu cộng này, nhìn rất là nét luôn này. Đấy. 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, A này, đấy K này. Và đặc biệt cái này nó kể phân biệt cả chất. Đây, anh em nhìn này, con bích thì nó sẽ không có cái đánh dấu chất. Nhưng sang đến con này là con cơ này. Con cơ nó sẽ đánh dấu có cái phần ở bên phải này là con cơ. Đấy, còn con rô thì sang phần bên trái nhá anh em nhá. Đấy. Nhìn thấy cả chất này. Đấy. 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này. Thì tôi sẽ tìm cho con cho anh em con rô nhá. Con rô đánh số đây, con rô lại đánh số sang bên này này. Đây là con rô, đây là con bạch rô này. Đấy. Nhìn thấy cả chất, nhìn rất là dễ chơi luôn. Thì khi mà bỏ bài ra thì nó như này, bình thường này, bài bình thường này. Đấy, đeo vào này. Đấy. Nhìn số chưa? Thì khi anh em đeo kính một cái kính áp tròng thật này của nó mà anh em áp vào mắt thì nó sẽ nhìn rõ gấp 10 lần khi tôi quay video đấy, anh em lưu ý như vậy nhé. Thì với cái sản phẩm này thì bên mình có những cái kính như là những cái kính hộp gỗ Nhật Bản này chơi cũng rất là ok này, giá cả nó sẽ rẻ hơn một chút. Và kính mỹ hộp gỗ này đấy, cũng đeo rất là ok luôn. Thì trụ sở thì mình có hai trụ sở chính Hà Nội và Sài Gòn thì các bạn có thể qua trực tiếp để mà test hàng. Còn các bạn ở xa thì mình có thể gửi đường bưu điện để cho các bạn dùng. Đấy. Còn về cái mẫu bài các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều mẫu bài. Các bạn ở nước ngoài hay chơi những bài nhựa Hàn Quốc, Nhật Bản thì có thể đặt bên nhà mình làm nhé. Đấy. Đấy, những cái bài loại bài sơ hồ này, bài loại nhựa nước ngoài này. Đấy. Thì anh em có nhu cầu thì anh em alo trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình nhé để tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Vậy mình chỉ là trong cái đại lý lớn phân phối về đồ cờ bạc này, trong tất cả các dòng sản như máy đánh bài hay là quần áo đổi bài hay là mọi thứ liên quan đến đồ bịp bầu cua tài xỉu sóc đĩa, anh em có nhu cầu mua hàng thì alo nhá. Cái video tiếp theo thì mình sẽ quay cho anh em cái video đó là cái máy đánh bài mã vạch, một trong những cái công nghệ đánh bài bịp đỉnh cao. Chào tất cả anh em, ngày hôm nay thì tôi làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá rồi kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi, nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy, thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu nó từ Mỹ. Đấy.